Sẵn máy tăng nghiệp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước này ơi. Quay điện rồi, điện rồi nha. Nó cho một mét dưới. Bây giờ tất cả một mét dưới. Nó chạy xuống phía nước, nó có đèn hoài đâu. Nó chạy sao hổ đế của tôi như vậy. Làm con đứng đi xanh. Lẽ phải nói nhục chứ. Hôm bữa đã không lặn rồi. Cho tôi thuê đúng một mét rưỡi. Tôi vừa mèo đó đi. Từ chiều đến giờ tôi mới chờ. Mới thấy nghe nó bán hết rồi. Cho lập biên bản. Rồi bây giờ lập biên bản trả hết đồ. Ngày mai giờ. Trả hết đồ, xử phạt. Rồi tôi chấp nhận. Nhiều lần quá rồi. Tại sao chỉ biết ra này được, biết phạt chút là vẫn ra thôi. Hôm nay ra là? Dạ chứ không, ra đâu có bạn này đâu. Không được đó rồi. Quay phim hết rồi. Người dân trung tâm thành phố này, sao mình cứ tiếp tục như này hả? Tại sao cứ làm như vậy? Không nên làm như vậy. Hôm nay chúng tôi đọc và xử phạt đi. Còn nếu tiếp tục nữa là phải xử phạt. Mình phải góp phần xây dựng cái tổ này. Mỗi người phải tự khắc cỡ lấy cái hành vi của mình thì đất nước này mới phát triển. Chỉ như thế này qua những thứ. Tôi lên đây quán xử phạt lần này. Rõ ràng là tôi nói phải có một cán bộ nào đồng ý thì không làm gì đó. Như vậy là ý thức chỉnh kém, đấy thì không ai cũng nói ý thức chỉnh kém. Tại sao mà cứ cái lề đường này cứ đi ra mà... Anh Linh vô gọi lắm thì nó... Anh Dũng ơi, khẩn trương đi, về đi. Đi. Anh kê trừ cái cán bộ công quyền là đi đúng không? Không phải đâu. Hai xe ở đây. Không, xe của đoàn liên ngành. Xe đoàn liên ngành công an đi bắt. À, anh cứ lo đồ đi. Vâng, tôi không. Anh muốn nói chuyện thì nói chuyện nào không, tôi sẽ tiếp anh. Không, chứ không có nói vu vơ. Xe bên tôi. Tôi không có nói vu vơ. Xe bên tôi đang sai cho anh cứ mang đi. Không phải không. Mang đi, anh đang có tài xế đó, tôi không có mang đi. Mà tôi xử phạt. Cái anh cứ làm thoải mái. Không, anh đừng có nói ngang như vậy. Anh đã sai pháp luật rồi. Anh cứ xử phạt thoải mái. Không được nói ngang. Vâng. Tiền anh ở đó, tôi niêm phong. Ok, các anh cứ niêm phong anh. Nhưng mà đi. Chúng tôi không có cẩu đi bởi vì xe anh có tài xế. Anh hiểu chưa? Có tài xế rồi chúng tôi không cẩu đi. Anh đừng, anh làm theo đúng pháp luật thôi. Anh đã sai rồi, anh đừng bực tức cái chuyện sai của mình. Không, đất nước mình đang cần những người thật tốt chứ không phải người như anh. Hoàn toàn chấp nhận. Anh sai phạm, anh sai rồi.